Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với Survival Evolved ha. Tập trước là mình đã bắt được một con thú ăn kiến. Con thú ăn kiến hôm nay thì mình sẽ xây dựng cái khu vực bên đây. Thì trước khi xây không, nó từ xây thì mình nghĩ là chỉ xây một cái căn nhà bé tầm 4 ô thôi. 4 ô gỗ để cho mình kiểu như là mình đây mình cái view ra ngoài biển nè. Phía sau của mình là cái khu trang trại để cho mấy con thú này nó đi được tự do. Đi được tự do khá là dễ thương á. Như con này thì nó đầy tướng rất là ngu người. Mình sẽ làm cho nó, thứ nhất đó chính là cái yên. Cái yên thì mình sẽ phải lấy được cái tên của con này. Tên của con này thì mình không có nhớ lắm, và chắc là có lẽ là mình sẽ hốt luôn cái em này vì nhiều em thích con này quá. 297.000 turbo thì cũng khá là dễ để bắt một con legendary. Wow. Legendary Reese. Không biết thì nó có hung dữ không. Thôi thì từ từ để đi làm cái yên cho con này cái đã. Cái yên con này thì mình phải lấy được cái tên của nó. Rồi. What the hell, mới vô lại gặp con gì đây? Oh. Holy shit. Ở đâu ra vậy? Ui. Một con red với cái bản mặt khá là lạ luôn các bạn ơi. Ê, từ 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 Alpha T-Rex sao nhìn lạ quá vậy? Nó đi nhanh lắm. Và nó rất khác với loại giống này luôn. Ui. Nó đang solo với lại con robot. Đó, để xem ai thắng nào. Ê, ê. Tao đang xem phim mà, tao có đâu đi đâu. Tha tao đi. Thôi, mày đang quấn lộn với con kia mà nhục vậy. Ý, nhìn con rết này lạ mặt ghê các bạn, nhìn nó lạ quá à. Rất là khác với mặt con T-Rex này luôn á, nhìn nè. Hai con vẫn đang quấn nhau. Không biết anh nào sẽ giành phần thắng đây. Thôi xong. Quýnh này chắc tới sang năm mới chết. Ok. Tao giúp mày hai chữ rồi đó nha. Mày tao cắn mày tao sợ mày chết thôi. Con này không lên turbo các bạn ơi. Có vẻ khó chơi ở đây. Tiếc vậy ta. Alpha không bắt được. Con này không biết Alpha cũng mod hay là Alpha cũng gốc đây. Mà nhìn nó đẹp. Nhìn nó đẹp ha. Alpha T-Rex. Và nhìn giống này rất là lạ luôn. Từ đó giờ mình chưa có thấy luôn á. Hình như đây là một trong những con T-Rex mới à. Mình nó đang currently target robot Parasaurus. Con này là thuộc cái giống là ăn thịt Carnivore, các bạn không? Liệu có nên là bẫy nhốt con này lại không để bảo tồn nó không ta? Hay là chúng ta giết, giết thì khá là dễ dàng chỉ bằng hai nhát cắn của mình là nó thăng thiên rồi. Giết nó thì hơi phí đó. Thì cho nó cắn con Parasaurus tới sang năm luôn đi. Tại vì con ba ra máu tới 8 triệu lần.
Holy shit, thiệt đang định làm cái yên mà gặp mấy cái chuyện gì đâu vui. Đây nè, Alpha nữa này. Trời ơi, sao hòn đảo này kêu yên bình nữa hả? Quách rồi yên bình. Đây này, giống Alpha như thế này mới không team mình được. Còn giống nó cũng không team mình được luôn. Nãy giờ giống này cũng không lên turbo các bạn thấy không? Đây là một trong những cái giống mà đó là chỉ có Alpha nó mới có thịt đùi rất là nhiều. Anh là chùm rồi, nãy anh đi con kia thôi. Nó lột một bữa chứ. Các bạn biết sao nó chạy không? Vì mình cắn thêm một cái nữa nó sẽ gục ngã. Xỉu chưa? Xỉu liền. Khỉ đột đen à. Con này sướng cái bạn biết là gì không? Chỉ cần cắn nó xỉu cái là mình bắt bắt độc. Mình ghiền cho mấy con T-Rex này thiệt đó nha. Không biết các bạn ở đây có giống thích mình không, nhưng mà mình rất thích chơi mấy con T-Rex nha. Tại vì hồi nhỏ, rất rất nhỏ luôn, nhỏ như nhỏ hơn các bạn bây giờ, thì mình đã mê khủng long rất là nhiều rồi. Lúc mình 5 tuổi, lúc cái năm mà để mình tính coi, lúc mình học lớp 1 năm 1900 chín mấy ta, mình có thể bỏ 30.000 ra mình mua một con khủng long. Mà cái thời nếu mà trong đây có bạn nào coi là cái thuộc thế hệ 9X đi, thì cái thời cổ lắm luôn, còn ăn ăn cái kẹo cao su á, ăn cái kẹo cao su mà trúng tiền hay là trúng đồ chơi á. Mình lúc đó mình mê con T-Rex này quá, tại con T-Rex xanh nó vẫn cót á để nó đi chứ không phải là điều khiển như bây giờ nha. Đó, mình kiểu như mình bỏ tiền ra cái mình ăn hết xin gom, nhai hết xin gom luôn, nó cũng không có trúng. Cái về mình xin tiền mẹ mình á, lúc đó mua nó lớn thiệt sự các bạn, đồng tiền 20.000 á, nó cái đồng tiền 10.000 còn đồng tiền giấy cơ mà. Mình đi mua con T-Rex này cho bằng được mà. Ở lúc đó cái đam mê của mình hình như nó có từ nhỏ rồi hay sao á. Nên là khi mình làm về YouTuber về cái tựa game này nên mình rất là thích. Xuất phát từ trong cái độ thích của mình mới làm. Nên mình nhìn nhiều cảnh á, mình rất là ghiền nha. Đi một cái cảm giác, các bạn thấy không? Một con T-Rex đi một cảm giác qua bờ suối thôi các bạn thấy đã rồi. Nói gì coi trong phim. Cũng gần tới tháng 6 rồi, chúng ta sắp được trải nghiệm bộ phim The Fallen Kingdom. Một bộ phim Jurassic coi được dạng là Jurassic 2 ấy. Ý con vịt. Cái này nhiều con vịt quá vậy. Con vịt này nuôi nó bắt cá được này. Chết rồi, mình lại lan man rồi. Một cặp vịt luôn má ơi. Bet to fit. Con vịt này thì hơi bị khó bắt đó. Lần trước mình cũng có review về cách bắt con này gọi khó cực kỳ. Ê, ăn rồi. Ê, chết mẹ, gấp to cắn. Ê, đừng có giết con vịt nha, đừng có giết con vịt nha. Ok, mày không sát sanh một cặp vịt này. Chứ cái hồ này lại có một cặp vịt sống vui vậy. Mày quá, nó không giết con vịt. Con gấp to này chơi mình. Nuôi tụi này bắt cá vui lắm. Nhìn rất là thích luôn á. Cơ mà. Ê, có cá đấy rồi. Mẹ nó cá gì mà mạnh dữ ta. Ok. Cái gì? Không chấm 1% các bạn. Không chấm 1%. Holy shit. 0.1%. Để bắt con vịt này cực khổ vậy luôn hả? Mình sẽ nói lại cái khu vực này. Hai con vịt nhìn dễ thương quá à.
Chỗ này là chỗ bờ sông này đúng không? Mình đang đứng ở tọa độ là 62 và 43, 62 43. Vincolor màu hồng. Có chưa ta? Hai con vịt nhìn dễ thương ghê luôn á. Ơi chỗ này hình như tụi nó sống với một một đàn luôn á. Con này đẻ trứng vàng nè. Ôi nhìn thích lắm các bạn ơi. Ui nó bắt cá kìa. Ui. Nhìn vui quá. Ấy đừng có ăn để tao bắt nó. Không hết 1%. Nuôi con này nó bắt cá nhìn vui lắm. Mình phải dùng con chim kia kìa, mình bắt ra cái con cá vàng á, mình nhét nó ăn nó được phần trăm cao hơn. Rồi mình thích mấy con này lắm luôn á. Thôi không phá nữa, đi về làm cái yên cho cái con cho cái con thú ăn kiến của mình. Trời mình đi đâu rồi luôn nè. Khu bên đây nhìn đã ghê luôn á, ở cái khu bên này tuyệt vời luôn á. Nước chảy rộng bờ đê. Mà một cái bất cập ở trong cái map bên chỗ này các bạn biết là gì không? Chính là kiến. Kiến nhiều lắm. Làm nhà bên bờ suối nè. Trong đây tiếc cái là nó không kéo dài ra được nhiều lắm. Mình làm thẳng nhà ra bờ suối luôn, nó cũng rất là đẹp nha. Và holy fuck, mà nó lại trời mưa nữa rồi. Ghét nhất là trời mưa. Mình ghét lắm, mình bỏ qua mưa luôn. Mình không skip cái mưa được trong đây, trong cái map Brittle này không thể skip mưa được. Chán ghê. Để mình mò cho cái file hệ thống để mình kiếm thứ coi. Hy vọng thì mình sẽ phá được cái này. Ủa con này nguy hiểm này. Con này ăn cá mà như nó gặp mình là nó giết mình đó. Con rép bên kia khá là thú vị nhưng mà ở đâu rồi? Anh ta vẫn còn đang tiếp tục cố gắng ăn thịt con kia. Không lên turbo, lên turbo là mình hốt nó trong tập này rồi. Để thôi. Về nhà. Ê mà quên. Mình đi lấy cái tên của con kia mà khủng long nhiều quá khiến cho mình rối. Ý, thấy chưa các bạn thấy không? Đã nói rồi, Dodoret nó sẽ có một thời gian spawn ra lại. Con này level bao nhiêu đây? 4.000 cấp độ, 6 triệu máu và 7 triệu. Mười mấy triệu turbo luôn á thím ơi, 19 triệu. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Thì nó ra kìa. Sức thần chưa? Nói rồi, Dodoret là nó phải ra cái khu vực này. Cái khu vực này là khu vực của mình nhắm tới rồi. Thì nó auto spawn quan trọng mà lúc nào thôi. Mình đi một vòng quay lại nó lại ra con nữa chứ. Không, nó chơi thôi, không ra đâu. Tại vì cái khu là nó cái khu này là khu nguy hiểm nè. Nên nó chuyên xuất hiện những con T-Rex. Giờ khu này là cái khu mát T-Rex luôn á. Ở bên khu này mình xây nhà không được. Vì tụi này lúc nào cũng me ăn thịt mình không. Vài bữa mình làm một cái cầu ha. Đúng rồi. Mình sẽ xây dựng một cái cầu cao ra. Kiểu như đi hết cái khu rừng này luôn. Hơi bị xa đó chứ. Cũng đuối á. Kiểu xây cao lên chỗ này. Cao lên. Mình có thể đứng ở trên cao. Phải xây nó qua đầu con T-Rex cơ. Thì mình mới làm vậy được. Làm kiểu dạng công viên thám hiểm á. Mà thật luôn. Là kiểu như là mình không phải bắt tụi nó nữa. Mà là những cái thú thật luôn. Nè mà để làm cao như thế này nè. Bắt về dục xuống.
là tụi nó lúc nào cũng muốn ăn thịt mình hết. Red Sun lên nữa rồi kìa. Con Red Sun này cực kỳ hiếm nha. Rồi tụi nó lại quấn nhau rớt đồ. Mình nhìn con Dodo Red mình khoái ghê ta. Nhưng mà bây giờ mình cần tìm cái tên của con kia. Con này nãy đây mới gặp mấy con mà. Mấy tập trước mình cho mình gặp đây. Mấy con này chuyên sống ở vùng một đầm lầy, hai là sa mạc thôi. Tại vì không có cái tên nó không biết lấy cái yên. Rồi, bị rắn ăn thịt hết rồi. Holy fuck, sao mà không thấy vậy? Trời, một bộ xương khủng long luôn. Ở bên sa mạc như thế này, tại sao lại có một cái vũng nhìn vui vậy ta? Ở bên sa mạc sao lại có cây cối nhìn đẹp thế này? Không nhận trong cái map này mình bay nhiều chứ mình ít có ở nơi nào. Ủa, chỗ này nó có cái gì mà cục đá. Một con cá voi mắc cạn. Rất là bự, con này hung lắm. Mình này không có thú gì mới nha. Mình thấy mấy khu đặc biệt thì mình hay qua để mình bắt những con thú mới thôi. Ôi, công nhận khu chỗ này nhìn sang chảnh quá, nhiều thú muốn bơi vào bờ quá vậy. Một con cá voi mắc cạn rồi nè. Tao ghét mày lắm, tao không cứu mày đâu. Cứu mày thế đất nào được. Ồ, Gigan. Đây là Gigan. Trời ơi, con Gigan bị mấy con kỳ đà này giết hả? Ảo vậy? Lão! Tụi mày dám sỉ nhục Gigan của anh vậy luôn hả? Trông, trông. Ê, 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 nhìn ghê quá. Thôi, 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 bỏ. Ấy da, cặp mình luôn kìa. Xỉu chưa? Ôi, tao bỏ đi. Ghê quá. Không chơi với mấy tầng lớp nữa đâu. Thôi, mình nghĩ là mình nên vào vấn đề chính đi. Mình chỉ kiếm ra cái tên con kia thôi mà đi qua đây thấy tốn thời gian quá rồi đó. Quậy quá. Đây rồi. Barasur, ok. Có khi làm được bên đây luôn á. Barasur. Smite. Phải làm bên Smite, ok. Ôi, cây này đã quá. Nhìn mấy cái cây này mình muốn trồng ghê á mà không trồng được ha. Trong đây nó không cho mình bích cúp kiểu trồng. Đây cũng có con này. Ồ, đây cũng có con luôn này. Woo. Có khi nào ra em Dodo Red nữa không? Khu này mình qua lại nhiều là khủng long nó ra liên tục luôn á. Nó ra auto match nhiều, ra nhiều mới đã để mình đi luyện mấy cục kia kìa, crystal. Tạm thời thì cứ về đây đã. Con robot tỉnh rồi. Theo quái nào, con này cũng bị chết cho coi. Rồi, tụi nó là sinh tồn thôi. Ok, mình đi về nhà.
Quên, không có T-Rex mà dám mở cửa luôn. Liều thật chứ. Sao cái cửa này nhìn lạ quá ta? À, nó chưa lót xong nhìn nó lạ ghê. Lót xong nhìn đẹp thế này nè. Smile đúng không? Ba chi ba sơ ba ba ra sơ đúng không ta, đúng không nhờ? Ba ra sơ đúng rồi, con này sẽ được cái con kia ở chắc chắn luôn. Trong đây nhiều khu đẹp là tụi mình nên làm nhà ở các bạn ha. Barasơ. Barasơ, Barasơ. Ôi mày lấy chưa? Ok. Ôi nó vô đồ của mình quá trời trời luôn. Giết mấy con kia chi nhiều nó ra quá trời đồ luôn. Cái súng này tiếu lắm, bắn nó xay xay nhìn đã lắm. Pap 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 mày không cần yên luôn ư? Really? Đấy thì có cái yên như thế này nhìn nó mới dễ thương, thấy chưa, thấy chưa? Dễ thương ra liền. Rồi nó quýnh giống con kia ta. Kiếm cái bụi cây nào nhỏ nhỏ thôi. Wow, farm cũng rất là đã nha. Coi xuống nước mà đi nhanh không. Rồi. Con này đi xuống nước mắt nhanh luôn á. Nhanh hơn con sói của mình nữa. Con sói của mình nó về trời tập trước rồi. Thôi để mình xây cái móng nhà ra trước đó các bạn ơi. Nhà bên đây là nhà gỗ đi. Gỗ đi, ok gỗ. Gỗ nhìn nó mới đẹp. Xây cái máng nhà ra trước, dục cái này, dục cái này đi, dục cái này luôn. Dục, bữa nào xây làm lại. Mình xây nhà ngay bờ nước như thế này mới chất. Đấy, bạn thấy không? Ôi, cái này không cho xây hả? Chén hả? Đấy, ok, ok. Mình phải làm trước này đi. Phải làm kiểu nhà nó ra ra, nói bờ nước á. Nhìn mới sướng. Khung cảnh phải hữu tình. Thôi rồi. Cái này cơ. Sao thế? Ba cục thì hơi bự à. Không thích lắm. Rõ ràng là nó không đẹp. Ok, bỏ lớp này đi. Này ngập nước rồi, không có hay. Mình muốn làm nó hơi hơi không ngập nước cơ. Như thế này ngập nước thì xấu lắm. Nếu mà như vậy được thì ngon này.
mid cấp được không? Đấy, như thế này này, vừa tầm với mình rất là thích kiểu này. Yeah, lòng rồi. Đó, như này thì mới đẹp. Con khỉ kia rồi. Ơi, cứ cho nó ăn một cái là nó chạy tới bến luôn à. Đó, nhà bên bờ suối rất là nhỏ và rất là tiện thôi, làm mấy cái khung nhà của mình không thích làm bự nữa, mình làm để tránh mất thời gian, mình làm rất là nhanh gọn lại, hai cái cửa sổ và một cái cửa chính. Để mình bỏ vô cái kia là sẽ là cửa sổ, cái này cửa sổ rồi đấy, đây sẽ là cái cửa chính. Nhà đây gọi là nhà đúng là mắt nhỏ luôn, bên bờ suối của mình. Window. Rồi, hơi bị sai rồi chết cha lộn rồi. Ok rồi này. Một bên. Hai bên. Và ở trên đây sẽ là cây chắc chắn là quên rồi. Ở trên đây chỉ là cái mái nhà thôi, rất là đơn giản. Chắc chắn là mái nhà dạng này rồi. Rồi xong, đơn giản mà làm cái nhà nó nhanh như gió thổi luôn. Kiểu như làm mình để khủng long nhiều nơi đó, nó đẹp hơn. Thấy không? Một cái nhà bừa bộn nhỏ nhỏ. Cái chỗ này thì chết cha. Này thấy hơi bị phế phế, phải có cái rem lên. Thiết kế nhiều mẫu nhà này giúp chúng ta chơi đỡ chán hơn, cứ đi bắt hoài thú thì mình cũng rất là chán, nên mình đôi khi mình auto mình muốn xây nhà vậy. Gây đúng không? Gây thì to quá rồi. Cái này cái gì? Door frame. Cái cửa là gì ta? Đo, ủa chứ đo đâu ra đâu. Check đo. Ok nha. À mình chưa học cái này. Úi, cái này là gì ta? Double đo, cái này hay này. Cái này chơi sao? Cái double này hơi bị quỳ nha, chưa chơi chơi cái này. À phải có cái này, có cái gọi là, ôi mình quên, đúng rồi, phải làm bằng nhà bằng này nó mới đẹp má ơi. Trời, chơi bằng cái nhà kia như thế nào, ở bên sa mạc này phải chơi cái này mới đẹp.
và mình không có clay. Ok. Đấy, phải làm cái double door này nhìn mới đẹp hơn. Cửa kia xưa quá rồi. À, cửa này nhìn nó tiếu hơn. Nhìn nó đơn giản mà rất là hiệu quả luôn. Rylin cần. Ôi trời. Ôi, nhớ gỗ mình tới 1.000 mấy trăm gỗ luôn. Chặt chỗ này phí lắm, chặt chỗ xa xa tí. Ok. Ơi bắt con này luôn chứ, sẵn tiện qua chơi luôn. Legion Derry không biết mày chịu nổi mấy nhát của tao. Bốn mươi tám, 52.000, con này móc 2 triệu. Ok, 2,2 triệu thì 2,2 triệu hả? 2,2 triệu. Đói là đợi đói bắt luôn. Bao nhiêu giây bắt lần ta? Ok, bắt nè. Nice. Này. Có con khỉ giữ nhà ở bờ biển. Quá phê. Đấy, bắt chú khỉ về nhà. Ngon lành chưa? Làm cái rai linh cho cái nhà mình nó bé bé. Ơi, chỗ này đáng lẽ phải làm cái cửa chứ ta. Đó, đi mua lít đi. Nhà bé bé xinh xinh. Cái này gần nước là mình rất khoái luôn nha. Mình cũng không biết mình đang làm cái kiểu nhà hiện đại gì nữa. Chỗ này nó không cho mình xây rồi. Chỗ này nó không cho mình xây rồi, khó chịu ta. Ram. Đấy, vậy phải hay hơn không? Hơi xấu một chút mà nhân kệ nó không sao. Để mình nghĩ ra cái kiểu nào. Cái này thực chất là mình mà chỉ cần nghĩ thêm một cái gì đó thì nó sẽ dễ chịu hơn. Hơn bình thường mình cứ để không không như thế này. Mình chỉ cần nghĩ thêm vài chi tiết nhỏ là cái ngôi nhà nó sẽ khác liền á. Đó, có chú khỉ bên bờ suối đó thấy không? Đấy. Bắt nó mệt thấy mồ luôn. Và cái chỗ vượt qua chỗ này thì hơi cực, cái là mình muốn mỗi lần mình muốn ra thì mình phải vòng như thế này. Cái này chỉ cần đóng lại là ok nè. Từ từ mình làm cái này đóng lại luôn cho cái cầu thang mà nó kín luôn á. Có cái này hay nè. Tưng tưng tưng. Cái nào ta? Mới học xong mà không nhìn thấy luôn. Slop hả? Chuẩn bài.
Chỗ này do bị đè cái này rồi không chơi được rồi. Chỗ này là đóng luôn nên gỗ nó trẻ hơi bị xéo. Nhưng mà vừa vừa tầm với cái này. Đó, mấy con thú của mình ở khu gần bờ nước này, có cái nhà của mình ở đây thì nó đỡ hơn. Đúng không? Hơ, nhìn nó quá bựa luôn. Nhà 4 ô ly. Các bạn biết gì thế không? Thêm hai cái campfire nữa. What the fuck? Mưa hoài luôn á. Biết có cái map, có cái mod nào nó anti mưa không nha. Thương mù thì không sao chứ lại mưa, mình ghét mưa. Hết mưa giùm tôi cái. Mưa là cứ auto chỉnh slow mo. Ồ, cái con butter của mình đâu rồi ta? Đây rồi, đây rồi. Các bạn biết lấy butter chưa? Để qua hút xác cái con... hút xác con Legendary... Ricey. Giờ mình quýnh ở chỗ này thì... nó sẽ gục xuống độ sâu mấy ngàn mét nước, không chơi được. Chúng ta phải đợi một chút thôi. Đẹp quá. Wow. Phê ta. Mày ra chỗ khác được không mày? Mày tránh khu vực nước của tao cái. Này. Ơ cái con. Đúng rồi, chỗ đó cũng được. Đúng rồi, vậy cho nhanh. Công chân thêm một lần nữa. Ôi, quýt được cái xem chết luôn rồi. Ê, con này không ăn trái cây. Mày ăn thịt vui mày. Cho mày cái bánh gato này. Ăn thịt à? Mà sao mấy con này lại ăn thịt ta? Holy shit, nhanh vậy. Con này auto ghê vậy. Nó có cục gì sáng sáng á. Rồi bắt này về làm chân ở nhà mình luôn. Ủa nó bay chậm thì thôi luôn á. Không biết mày có khả năng gì không. Quýnh tăng được một điểm thì bay lên nhanh được một chút. Thịt con này coi. Ok. Con này gọi là mát yếu luôn các bạn. Không phải là yếu thường đâu. Mát yếu luôn á. Rồi, bay nhanh lắm rồi đó. Như vậy là thấy nhanh lắm rồi đó các bạn. Đừng tăng quá này nó bay gớm lắm. Ôi mẹ, nó yếu, kinh tởm yếu. Để mình tăng đam cho nó, coi nó thế nào. Quýnh một là 100 máu, quýnh còn thu con ba chi nữa. Ủa được 800 rồi nè. Ê. Sao này nhảy đam? Con này nhảy đam à? Sao được 300 ghê hả? Con này áo áo sao ta?
Ghê à, thanh niên. Mổ một mổ con điện xỉu luôn các bạn ơi. À có 5.000. Ý, sức gì, 5.000 tôi bố mới á. Ôi, lên đi Raptor cửa bắp. Quấn này không lên turbo được. À, con mà. Để mình thử con lớn coi, turbo này quấn ra được nhiêu. Bà này bà to, bà yếu quá. Ơi, có 8.000, quá là cụ bắp. Vậy là tính theo lượng phần trăm của nó, 10% đam của nó. Và con Red vẫn đang cố gắng. Ai, được rồi, bắt con này về bên khu bên kia đi. Tập này mình sẽ thêm một thành viên mới cho gia đình mình, đó chính là một con T-Rex điện. Cũng khá là nhiều em kêu mình bắt con T-Rex điện rồi. Hôm nay thì mình sẽ bắt luôn cho mọi người ha. Hôm nay thêm con này mới đáng lên bắt con thôi, mà nhưng kệ nó. Khu nhà mới của mình cần nhiều thành viên bảo vệ. Hoặc là có thể là bắt một con cá sấu, con ra con gì? Sâu chết gì quên mất tiêu rồi. Karosu chết hả? Một con này cũng rất là nhiều bạn yêu cầu mình bắt rồi. Ok, tập này thì mình sẽ chiều ý mọi người sẽ bắt luôn. Nếu mọi người vẫn thích T-Rex thì tập sau thì mình vẫn bắt T-Rex cho mọi người nha. Mình nghĩ là con Karosu chết hay hơn. Con nó cũng khá là đẹp để về nhà với mình. Và con nó cũng khó để mà thấy nó. Quan trọng, cái quan trọng nhất là sao để thấy được nó thôi. Rất là may mắn cho cuộc đi săn đầu tiên của chúng ta luôn. Chính là chỉ cần bay qua cái vùng nước cạn bên đây chúng ta thấy gặp nó. Mà mỗi lần mình gặp cái khu bên đây thì mình lại muốn xây nhà ở. Ôi, con gì đây? Guardian Griffin nhìn ghê hả? Ôi mẹ ơi, nhìn kinh thế. Mà con này hấp hối rồi, chắc sắp chết rồi. Không nói nhiều, bắt ngay luôn. Xỉu. Bắt con này về khu này thì hơi tội cho nó đó. Mình xuống cái khu này, các bạn biết mình sợ gì nhất không? Đó chính là đĩa. Mẹ nó ré lên, ré trong đêm thì có khi ăn mày đấy. Gọi tên em trong đêm. Ôi, nó ăn kìa. Ui, con này ăn nhanh, ngon. Nè. Caprosu chết, Alpha. Ý, là con này cần phải làm cái yên nữa cơ. Ok, thôi kệ đi. Hốt nó về nhà cái đã. Rồi, tính gì thì tính tiếp. Này. Pick up. Ok, lên ngựa. Đáng lẽ mình muốn để nó ở khu này hơn. Mà khu này thì... mình không có làm nhà nên thành ra mình phải na nó về lại cái khu bên kia. Nó cũng cách nhà mình cũng khá là gần thôi. Một ngọn đồi. Nhà mới của mình. Nhỏ bé thôi. Không cần nhiều. Đó, tập hợp những con thú hiền. Con này là có con này là dùng để mà bắt con này biết chi không? Mình đo độ nguy hiểm gần nhà mình. Quét một quét là sẽ thấy được những con thú tiềm ẩn nguy hiểm. Đó, quanh khu này thì gần như là toàn là sinh vật vô hại thôi. Mình là sinh vật có hại nhất. Là tại vì biết sao, lúc nào mình cũng giết khủng long hết. Game này game sinh tồn mà. Chúng ta không giết nó thì nó giết mình thôi. Đấy, gà đi chú cá sấu. Con này nhìn cái đuôi nó tiếu tiếu. Các bạn thấy ghê không? Đẹp ha? Nhìn đẹp chứ bộ. Ui, cái mặt vàng kìa. Ồ, nhìn ghê không? Ghê không? Nhìn con này đẹp chứ. Cưỡi con này đi vui lắm nha. Để tập sau mình sẽ cưỡi con này mình đi quẩy banh xà lanh luôn. Được rồi. Chắc là video hôm nay sẽ quay tới đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên để lại một like, subscribe, ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye và hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo.